Khi nhắc đến loài cá piranha vùng sông nước Amazon, có thể đa phần chúng ta đều biết nó đích thị là một cỗ máy róc thịt ngoài tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta cùng nhau quay về khoảng 8 đến 10 triệu năm trước, ta sẽ bắt gặp loài cá là phiên bản to gấp 3 lần và mạnh mẽ gấp 10 lần piranha. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về Mega Piranha, cá răng đao, nhà vô địch về lực cắn trong series Sinh vật thời tiền sử số 5 của Unchecked. Mega Piranha là một loài cá Cerasomys carassin đã tuyệt chủng từ thế Miocene muộn ở Argentina, được mô tả lần đầu tiên vào năm 2009. Cái tên Mega Piranha là sự kết hợp của từ Mega để chỉ kích thước lớn của loài động vật này, trong khi Piranha là tên được đặt cho loài cá ăn thịt thuộc họ Cerasomidae. Bản thân từ này là một từ tiếng Bồ Đào Nha có nguồn gốc có nghĩa là cá quỷ, cá răng hoặc cá cắn. Mega Piranha chính là bà con cổ đại của loài Piranha và Pacu hiện đại. Tuy không được xếp vào những loài có kích thước to lớn, cá Mega Piranha chỉ to gấp khoảng 3 lần so với các loài Piranha hiện đại, ước tính dài khoảng 71cm và nặng khoảng 10 cân. Dựa vào 3 chiếc răng và một phần của hàm trên được bảo quản hoàn chỉnh, người ta đã nghiên cứu ra rằng Mega Piranha là một loài săn mồi đáng sợ, sức mạnh của chúng gấp nhiều lần so với loài Piranha ngày nay. Tiến sĩ Justin Grubich cùng với đồng nghiệp Steve Hosky có thể ước tính lực cắn vô địch của siêu piranha bằng cách nghiên cứu lực cắn của họ hàng hiện đại lớn nhất của nó là loài cá piranha đen. Loài có nhiều điểm tương đồng với Mega Piranha và cũng là loài có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài cá xương nào, còn sống hoặc đã tuyệt chủng so với kích thước của chúng. Hóa thạch của Mega Piranha được tìm thấy ở Argentina, Nam Mỹ và được cho là đã sống trong kỷ Miocene. Trong thời kỳ này, lưu vực sông Paraná và Amazon là một môi trường sống liên tục cho đến khi dãy núi Andes mọc lên và chia cắt hai lưu vực. Các nhà khoa học tin rằng sự phân chia này đã gây ra tình trạng mất môi trường sống và rất có thể đã dẫn đến sự tuyệt chủng của Mega Piranha. Người ta cũng không rõ liệu loài cá piranha khổng lồ có sống thành đàn giống loài cá piranha bụng đỏ còn tồn tại hay không. Giống như cá piranha hiện tại, Mega Piranha rất có thể sống ở vùng nước ngọt ấm áp nên có thể chúng ưa thích các con sông ở lưu vực sông Amazon, sông San Francisco, sông Orinoco và Paraguay. Với số lượng hóa thạch của Mega Piranha có sẵn rất hạn chế, việc suy ra chúng sống được bao lâu là điều khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cá piranha hiện đại làm thước đo thì có thể Mega Piranha có tuổi thọ khoảng 5 năm hoặc có thể lên tới 10 năm, con cái rất có thể sẽ sinh sản vào khoảng 1 tuổi. Người ta đã kiểm tra lực cắn của 15 con cá piranha đen bằng cách sử dụng máy đo lực đặt giữa răng của chúng. Kết quả, cá piranha đen cắn với lực dao động từ 67 đến 320 Newton, khoảng 7 đến 32 kg. Cá piranha đen có thể cắn với lực gấp hơn 30 lần trọng lượng của nó, một kỳ tích đáng kể chưa từng có trong số các động vật có xương sống. Một con số ấn tượng đối với cái miệng tương đối nhỏ như vậy của chúng. So với kích thước cơ thể, đây là cú đớp mạnh nhất từng được ghi nhận so với một loài cá xương và cá sụn nào, mạnh gấp 3 lần so với cá sấu Mỹ có kích thước tương đương. Khi xem xét hình thái chức năng hàm độc đáo kết hợp với hành vi cắn hung hăng của loài này, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cá piranha đen, dù lớn hay nhỏ, đều có thể xé toạc ruột hoặc phần thịt của con mồi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những chiếc răng của Mega Piranha trông giống như răng cưa hình tam giác, siêu sắc nhọn của loài ăn thịt hiện đại, nhưng răng lại có phần đáy dày và rộng hơn. Đây là những công cụ đa năng có thể giúp chúng nghiền nát thức ăn cứng cũng như róc thịt mềm của con mồi. Bí mật của chiếc hàm ở loài cá piranha là một nhóm cơ đóng hàm rất lớn. Chúng chiếm gần như toàn bộ không gian phía sau mắt và miệng của con cá. Những con cá piranha đen được thu thập có chiều dài khác nhau, dài từ 20 đến 37cm và thậm chí sự gia tăng kích thước nhỏ cũng dẫn đến sự gia tăng đáng kể về lực cắn.
bằng cách ngoại suy từ con cá piranha đen còn sống của mình cho Mega Piranha lớn hơn. Kẻ khổng lồ thời tiền sử Mega Piranha có thể đã cắn với một lực từ 1240 đến 4749 Newton, khoảng 127 tới 484 kg, gấp khoảng 50 lần trọng lượng cơ thể của nó. Với đặc điểm mạnh mẽ này, rõ ràng Mega Piranha là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ Miocene. Mặc dù có kích thước nhỏ, sức mạnh này đủ mạnh để gây ra những vết thủng thảm khốc ở xương đùi bò hoặc mai rùa. Nếu bạn so sánh với các động vật ăn thịt khác nhau và lực cắn chính xác cho kích thước tương đương thì Mega Piranha chắc chắn là nhà vô địch. Ví dụ, khủng long bạo chúa T-Rex có thể cắn với một lực hơn 13.400 Newton, gấp hơn 3 lần Mega Piranha, nhưng xét về cân nặng, T-Rex lại nặng gấp 100 lần Mega Piranha. Tính theo cân nặng và chiều dài cơ thể, Mega Piranha dùng nhiều lực hơn so với siêu cá mập thời tiền sử từng thống trị đại dương như Megalodon, con cá mập quái vật ăn thịt cá voi một cách dễ dàng. Và ngay cả khi không có bất kỳ tương quan nào, lực cắn của cá piranha thời tiền sử vẫn khá ấn tượng. Cú đớp của nó có thể mạnh ngang ngửa với một con cá mập trắng nhỏ nặng 400 kg, mặc dù con cá đó chỉ nặng 10 cân. Dù thức ăn của Mega Piranha vẫn là điều bí ẩn, nhưng với lực cắn cực mạnh đó, cá da trơn bọc thép, động vật sống trên cạn hay thậm chí là những con rùa đều có thể trở thành mồi của Mega Piranha. Mega Piranha đã tuyệt chủng khoảng 8 đến 10 triệu năm trước. Một nhà khoa học đã xác lập điều này ngay sau khi xác định niên đại bằng carbon của hàm hóa thạch. Thật khó để đưa ra ngày chính xác khi loài này tuyệt chủng, nhưng việc xác định niên đại bằng carbon cho thấy ước tính sơ bộ về thời gian loài này tuyệt chủng. Nguyên nhân của Mega Piranha tuyệt chủng vẫn chưa rõ ràng. Các chuyên gia về cá cho rằng nguyên nhân có thể là do tình trạng khan hiếm thức ăn do sự chia cắt lưu vực Amazon và lưu vực Paraná do dãy núi Andes hình thành. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn có thể chắc chắn được rằng có thể có những lý do khác nhau. Loài săn mồi hung dữ này có thể đã bị tuyệt chủng do những thiên tai khác có thể xảy ra ở khu vực Amazon trong thời kỳ đó, dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng trong thời kỳ Miocene. Vừa rồi là toàn bộ câu chuyện về Mega Piranha, một loài cá răng đao với lực hàm vô địch thời tiền sử đã tuyệt chủng. Bạn thấy loài cá này có thú vị không? Chúng mình hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ cho chúng mình bằng cách bấm like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ nhóm chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.